Rồi ok, rồi tiếp tục. Keep moving the dates. First, the second, the three, The the third, the fourth, the fifth, the seventh, the eighth, the ninth, the tenth, the eleventh, the twelfth, the three, the fifth, four, the the 30, the 40, the 50, 15, the 16, 15, 16. 50, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 13, 30. 13, không đọc nữa, đọc. Tiếp tục, có nói Thirty first. first. Ok. Rồi. Cách nói ngày tháng. The 20th of May, the first June. À, chị đọc cách này đúng không? Ok, em dạy chị một cách đọc thôi cho nó dễ. Dạy nhiều khi đọc sợ chị lẫn. Là Ok. cái này dễ. Em có thể hỏi ngày đi, trả lời đúng rồi học cái khác. Ok, 14 không 9. Ví dụ đây. 14 không 9. 14, ngày 14 tháng 9 hả? 14 là 440, đúng không? The 40 14. September. 40 of September. Of September, okay. Okay, and the next, tiếp tục nào. Five of The the five, à số lẻ là phải có chữ đờ No, không phải thế. hay là dựa lên cái bảng ngày một ngày hai đi rồi mình nấu. Nào ngày mùng 5 là gì nào? Mùng năm hả? Five. The fifth. The fifth of May. Tháng 12 mà. The fifth of November. Of December. 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 Ok, nào ngày 5 tháng 12 là gì nào? Ngày ngày mát. Ngày 5 tháng 12 đọc lại nào. Ngày 5 tháng 12 là gì nào? The 5th of November. Ở cái gì? December. 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 The 5th of December. Chị học ba cái thứ ngày tháng chưa học cũng chưa nói được. 12 cái tháng nó thuộc đâu còn nói đọc phải đọc ngay. Xem lại 12 ngày tháng, đọc lại từ đầu. Từ tháng 1 đi. January, January. February, February. March, March. March. April, April. May, June, June. July, July. August. August, September, October, November, October, November, 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 December. December. Ok, chị đọc lại đi. Ok, January, February, February. March,
April. 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 May. July. June. June. July. August. September. October. November. December. 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 Không phải December nha, December. Chị có nhìn không? December đây thì chị B đây thì December. December. Ok. Nào ngồi thẳng lại đã, không ngồi chống cằm. Ok. Tiếp tục, em đã hỏi chị một vài ngày nữa nào. 5 tháng 6. Ngày 5 tháng 6. The 5th of June. Ok, the 5th of June. Fifteen of August. 15 hours. Hours. Ok The 10th February. of February. Ok, 10 of February. February. 11. 11 tháng 11. The 11th of Ok rồi. Chị biết cái đọc chưa? November. Tôi đọc rồi. Nhưng mà đọc hơi miệng chút. Có mấy cái tháng như kiểu tháng March, April, chị cần nghe lại mấy cái từ đó. April. Tháng 3, tháng 4. Nào, ok, năm rồi. Mà năm đọc đọc theo trong trong kia luôn hả? Hay Yes, sao? 1994 là gì nào? 1994. 1994, ok. 20 số 0 đọc làm sao? Zero hả? Chị nhìn cái đọc nè. À, 2009 hoặc là 2009 And NA A A eight. Năm 1998 rồi. 1998 1990. 1992. Ok. 1995. 1995. Ok. 2005. 2005. Ok. 2018. 18 à? 2028. 2080, 2080. 2080. Đó, ok, rồi nha. Hôm nay tạm ổn. Chị nghe cái video này chưa nào? Chưa, nói dối là không được, cho nên là chưa học bài thì chưa xem bài, nói chưa xem bài. Thôi thì nghe đi. Em sẽ đọc. I usually wake up at 7 o'clock, except on Sundays when I like to sleep in. The first thing I do after waking up is have a shower.
After my shower, I get dressed and have breakfast. I normally have milk and cereal with a cup of coffee. When I have finished breakfast, I always clean my teeth. Chúc muốn nghe là nữa không? Không. I usually wake up at 7 o'clock, except on Sundays when I like to sleep in. The first thing I do after waking up is have a shower. After my shower, I get dressed and have breakfast. I normally have milk and cereal with a cup of coffee. When I have finished breakfast, I always clean my teeth. Okay. Chị nghe cái này sẽ có hiểu không? Nghe không rõ nhưng mà nhìn cái thao tác là sẽ hiểu. I usually wake up at 7 o'clock. It's same on Sunday when I like to sleep in. The first thing I do after getting up is have a shower. After my shower, I get dressed and have breakfast. I normally have milk and carrots with a cup of coffee. When I have finished breakfast, I always clean my teeth. Lại nào. No, hả? Yes. I usually wake up at 7 o'clock. I usually wake up at 7 o'clock. I usually wake up at 7 o'clock. It's set on Sunday when I like to sleep in. The first thing I do after getting up is have a shower. After my shower, I get dressed and have breakfast. I normally have milk and carrot with a cup of coffee. Okay, stop. I normally have a meal and cereal with a cup of coffee. I normally have milk and cereal with a cup of coffee. Okay, keep moving. Good job. When I have finished breakfast, I always clean my teeth. My teeth. Okay. Thông cảm đi thầy ơi, hẹn thầy 3 năm sau sẽ đọc giống như thầy. Ok, vấn đề là chị phải chăm chỉ. Ok, rồi nào. Ok, em sẽ hỏi một vài câu hỏi. I will ask you some question about video. Em sẽ hỏi chị liên quan đến cái bài này trước khi em hỏi chị. Ok. Hỏi. Ok, what time does he wake up? In the morning. I usually wake up at 7 o'clock. Okay, mà là he. He usually wake up at 7 o'clock in the morning. Yes. Okay. And what does he do first after waking up? After getting up, what does she do first? What does he do first? He lie to sleep. He lie to sleep. Right? No. Tức là em hỏi là what does he do first? Có nghĩa là anh ấy làm gì đầu tiên đó khi anh ấy thức dậy. What does he do first when he wake up? He is getting up.
Have a shower. He have a shower. Okay. Have a shower là gì? Là tắm á. Okay, tắm hoa sen. Okay, rồi. And the next, after he shower, what does he do? After he shower, what does he do? Không hiểu câu hỏi gì hết. Oh. What does he do? Anh ấy làm gì sau khi anh tắm xong? What does she do? What does he do? Anh ấy mà. What does she do? He rest and breakfast. Easy. He eat rest and have breakfast. He get dressed and have breakfast. He get dressed and have breakfast. He get dressed là gì nào? He get dressed là mặc đồ. Yes. Và and ăn sáng. Okay, lại nào. What does he do after he shower? What does he do after he shower? He gets dressed and have breakfast. Mm-hmm. He get dressed and have breakfast. Mm-hmm. Okay, I know. And what does he eat every day? What does he eat for breakfast every day? He normally have meal and cereal with a cup of coffee. Cereal. Mm-hmm. He drink meal, eat cereal with a cup of coffee. Cereal là gì nào? Cereal, không biết. Chị không chuẩn bị bài thì làm sao mà biết được cái từ này nó nghĩa là gì? Chị bảo 3 năm nữa, em nghĩ phải tầm 30 năm nữa mới. Em bắt đầu, nếu mà chị đi học với em mà chị không chuẩn bị bài này thì 30 năm nữa. Học xong rồi chuẩn bị. Học xong rồi chuẩn bị gì đó? Thì cái nhà mình không nhớ thì mình tra từ biển lại, hoặc là mình sẽ nhớ. Giờ mình tra thì mình có nhớ đâu. Trời đất ơi, có ai đến lớp không chuẩn bị bài xong rồi bảo là học xong với em thì chỉ có cái gì đâu, học xong với em thì ngày mai giờ chị con chi nhớ ngắn hạn, nó chỉ nhớ được trong vòng khoảng một vài tiếng lại quên, ngày mai lại sang bài mới, nó cách cứ kéo theo dài như vậy. Vậy bây giờ em đã bảo chị là làm đúng cái hướng dẫn của em, hướng dẫn của bài nó là cái gì, đọc hướng dẫn đi, chị đọc hướng dẫn đi, không phải bảo em không đọc. Tất cả những bài nào cũng có mà. Đây nè. Bao giờ cũng chuẩn bị bài trước khi mà chị đến lớp. Từ cái phần beginner này rồi. Nghe từng câu một. Là ít nhất là chị phải chuẩn bị bài trước, từ này có nghĩa là gì? Không hiểu thì mình mới phải tra, chứ bây giờ chị hiểu hết rồi thì cần gì học nữa. Ok, nhìn không? Nghe và nhắc lại video mẫu bằng ngữ 1 câu 20 kiểm tra chuẩn bị tra nghĩa từ mới, cấu trúc trong bài, đến giờ học giáo viên sẽ hỏi từ mới, giải thích kỹ hơn, nhấn mạnh đọc văn và các điểm liên quan quan trọng. Nếu mà chị không có thời gian, chị không làm bước 1, bước 2, bước 3 đã thôi rồi. Chuẩn bị tra nghĩa từ mới, cấu trúc trong bài đến giờ học. Giáo viên sẽ hỏi. Nhưng đấy em ấy có thể học với chị vậy chứ. Dạ. Chị biết tại sao một bài vừa rồi người ta học chỉ trong vòng một buổi mà chị học phải 2 buổi không? Bởi vì chị không chuẩn bị bài đó.
Ví dụ như cái bài vừa bình thường mà lấy là em dạy người bình thường là người ta học một buổi là xong. Như chị hôm nay là phải đến 2 buổi rồi đã xong đâu. Bởi vì sao? Bởi vì mình có chuẩn bị đâu. Mà đến cái trình độ là trình độ dễ nhất rồi đó. Nên là cái bài 6 này rất chỉ là ngắn, chỉ có mỗi vài cái video này thôi, nhưng mà học mãi không xong bởi vì không chuẩn bị bài. Cái này lâu của chị thôi, em thì thoải mái, chị học cả mấy buổi cũng được, một tuần một bài cũng được. Ok, nhưng mà quan trọng nhất là chị phải thấy cái sự tiến bộ của mình thì chị mới hứng thú học. Đâu quan trọng thời gian, từ từ học, từ từ thôi, cũng quan trọng học nhiều mà chẳng biết gì cũng vậy. Học, học gì mà nhớ đó. Ok. Rồi. In the next class, I will ask you some questions. Now, what time do you wake up in the morning? What time in the morning? What time do you wake up in the morning? What time do you wake up in the morning? Em hỏi trong bài á hả? Yes, đây này đấy. Chị thấy không? Chị cứ mơ mơ màng màng. Em hỏi trong đây gì đâu. What time do you wake up? I usually wake up at 6 o'clock in the morning. Wake up at 6 o'clock in the morning. Là tôi thường thức dậy vào lúc 6 giờ sáng. I usually wake up 6 o'clock in the morning. Okay. What do you eat for breakfast? I eat for breakfast 7 o'clock. What do you eat for breakfast? Tức là chị ăn gì á? Ăn gì hả? Hamlet with meal. I breakfast Hamlet and meal. Hamlet là gì? Bánh mì trứng á. Bánh mì bread and meal. Bread and meal. Okay. And the next. Do you want to take a shower in the morning or in the evening? I want to take a shower in the morning. In the morning, yes. Do you like drink coffee? Yes, I like drink. I like to drink coffees. I like drink coffee. I like drink coffee. Okay. And do you clean your teeth before or after breakfast? Yes. I clean your teeth before clean breakfast. My teeth. My teeth. I clean my teeth. I clean my teeth. Tức là chị đánh răng trước hay sau là bữa sáng à? I clean my teeth before breakfast. Before breakfast. Okay, trước bữa ăn. Okay. Rồi. Yes, okay, it's enough for today. Yes, thank you for your time. Hôm nay dừng ở đây đã. Okay. Okay. Mai học tiếp. Mai thứ hai học tiếp. Okay, yes. Hình như là lâu lắm rồi, thấy chị học được một